sử dụng các kiểu ha. Đây là các kiểu nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ may là đường số 2 nè, gọi số 2 trước ha. Đường may là để số 0. Đường may là đây là độ rộng. Độ rộng thì chỉ có số 0 là không có độ rộng là đường may. Còn dít dắt 1, 2, 3, 4, 5 là dít dắt. Đây là độ dài. Thì đường may trung bình độ dài nó là 2,5. Đó, là để may trước ha. Ba sợi chỉ chồng lên nên nó sẽ về số đại số 0. Cái này đường thẳng mình cho thì số 4 thôi, cho nó độ dài nhất. Đó, đây nè. Đây mẫu số 9 đây. Số 6 đây. Mẫu số 3.